mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm tiếp là món ăn là vịt quay nha. Và hôm nay thì Quỳnh sẽ làm là vịt quay mắc kén hạt dổi. Ở đây thì Quỳnh có chuẩn bị là một con vịt có trọng lượng là 1,6 kg. Quỳnh sẽ cắt bỏ đi là cái phần là cái túi dầu ở phía dưới của con vịt nha. Chỗ cái đít con vịt á có cái phần dấu chấm tròn á, mình cắt bỏ phần đó luôn. Cái phần đó hầu như là rất là nhiều những cái ký sinh, nó không tốt ở dưới phần vịt nha mọi người. Thao là gừng xay nha. Mình sẽ cho rượu nấu ăn vào, mình có thể là sử dụng rượu nào cũng được nha mọi người. Muối vào để cho nó có độ ma sát á, với lại vịt của mình á, khi mà mình bỏ vào mình chà thì nó sẽ sạch hơn nha. Mình nhớ đeo bao tay nha, để cho cái phần gừng này nó sẽ không có nóng tay mình. Quỳnh sẽ để cái vịt này Quỳnh ngâm khoảng 15-20 phút nha, cho nó ra bớt chất hôi và chất tâm đi. Đây là 2 muỗng hạt mắc kén nha. Đó, 2 muỗng như thế này. Mình cũng mua ở bên Việt Nam thôi mọi người đó. Hạt mắc kén 2 muỗng. Ở đây thì Quỳnh cho thêm là 10 hạt dổi nữa nha. Quỳnh rang là như thế này được đó, Quỳnh sẽ tắt lửa luôn nha. Ngâm với rượu muối gần xong, bây giờ Quỳnh sẽ xả sơ qua nước cho nó sạch nha. Rồi mình để cho nó ráo nước rồi mình sẽ chuẩn bị đi pha gia vị để mà mình ướp vào vịt nha. Con vịt rất là mập mạp ngon mọi người. Phải dằn cái hạt dổi này ra. Quỳnh sẽ cho vào đây là 2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc, cà phê bột ngọt, muỗng cà phê bột tỏi, muỗng cà phê bột sả, cà phê bột gừng. Hết cái phần gia vị mà khô lên trước. 3 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh mật ong. Quỳnh không sử dụng đường nha, tại vì mình sử dụng đường thì nó sẽ cháy á. Mình sử dụng mật ong thì cái màu của vịt sau khi mình nướng nó sẽ đẹp hơn nha. 1 muỗng canh dầu hào. Và đây là tổng cộng những cái phần gia vị mà Quỳnh đã pha trộn xong. Mình quậy đều lên. Và bây giờ cái nước sốt rất là thơm luôn. Cho hết cái phần gia vị mới vừa pha trộn lên trên mình vịt rồi mình ướp cái phần vịt này nha. Quỳnh ướp luôn cả cái phần da vịt ở phía ngoài luôn. Quỳnh ướp cho cái phần vịt nó thấm. Khi mà nó dính những cái phần gia vị này á thì mọi người đừng có lo nha. Tại vì Quỳnh cũng sẽ trộn sơ qua nước sôi á, để cho cái vịt nó căng lên. Với lại khi mà mình làm như vậy thì cái gia vị nó thấm, mình ăn thì cái vịt của mình nó sẽ ngon hơn ha. Rồi mình cho luôn cái phần nước cốt vịt này, nước sốt vịt vào bên trong mình vịt luôn. Rồi Quỳnh sẽ bọc vịt lại, mình sẽ cho vào bên trong ngăn mát tủ lạnh nha. Vịt sau khi mà Quỳnh ướp qua đêm xong á, bây giờ thì Quỳnh sẽ cho hai cái móc, Quỳnh móc vào bên trong phần cánh nha mọi người, để mà mình treo cái vịt này lên nha. Cái phần nước ở trong mình vịt á thì mình sẽ để đây ha. Mình sẽ giữ lại mình là cái phần nước sốt ha. Mình sẽ dở vịt lên nè, mình phủi hết, bớt hết những cái phần gia vị ở trên mình vịt đi nha. Đó, Quỳnh chùi cho cái da nó sạch ra như thế này nha mọi người. Đó, nó sạch như thế này để mà khi mà mình nướng á thì nó sẽ không bị cháy cái phần gia vị ở phía ngoài, cũng như là khi mà mình trụng cái da vịt á, khi cái da vịt nó khô á, mình trụng cái da vịt thì cái da vịt nó sẽ lên cái màu nó đều và nó đẹp hơn nha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ treo như vậy để cho da vịt nó khô, và đồng thời ở phía dưới á, Quỳnh cũng sẽ để một cái cây quạt để quạt lên cho cái da vịt nó nhanh khô hơn. Vịt sau khi mà Quỳnh treo được 12 tiếng thì cái lớp da phía ngoài của nó đã khô rồi nha mọi người. Đó, mặt trước và mặt sau đều khô luôn. Và hôm nay thì Quỳnh sẽ nướng là
à, dịch không có nhân nha. Quỳnh cho vào bên trong nồi là 4 lít nước. Mình à, nấu sôi để mà chuẩn bị mình à, cắt cụm dịch. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho là nhị hoa quệ tây nha mọi người. Quỳnh mua cái hũ này nè, nhị hoa quệ tây nè. Và cái hũ này ở đây thì nó có trọng lượng là 0.4g ha. Cái bịch này vào luôn, để cho nó ra cái màu, nó lên cái màu của cái phần da dịch cho nó đẹp nha. Đó mới vừa bỏ vô nó lên cái màu được vậy đó mọi người. Thì Quỳnh sẽ cho là trái dành dành 5 trái Quỳnh cắt đôi ra. Nước tương nữa, mới lên một cái màu nâu vàng cho phần da dịch nó đẹp nha. Một chút xíu rượu nấu ăn, cho một cái củ hành cắt làm tư. Cái phần rau củ bỏ vào như thế này, mình có cái nào thì mình cho cái đó vào nha. Toàn là những loại rau củ mà nó có mùi thơm để nó khử đi cái mùi hôi của dịch. Mình cho tiếp ở đây là một thanh quế, 4 tai hồi, 2 đĩa ngò, củ gừng lớn, xả. Và ở bên đây là một cây ba rô mình cắt xéo xéo ha. Quỳnh không có cho vỏ quýt hay vỏ cam vào nha, tại vì cái phần đó nó làm cho cái nước của mình nó đắng á. Khi mà mình nướng ra thì cái gia vị của mình nó cũng sẽ hơi hơi đắng đắng nhẵn nhẵn và nó sẽ không có ngon nha. Khi cái nước trụng trong nồi nó sôi trở lại, bây giờ mình sẽ cho cái con vịt vào. Mình móc thêm một cái móc ở phía ngoài như thế này nha. Đây. Để mà khi mà mình trụng vịt đó mình trở á thì nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ không có làm nóng tay mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhẹ nhàng mình rưới cái phần nước này lên. Hôm nay Quỳnh đã cho vào đây là nước tương á. Có nhiều lần thì Quỳnh đã cho vào đây là hắc xì dầu, nhưng hôm nay Quỳnh thử cho nước tương coi nó như thế nào nha. Thì nước tương này thì nó cũng đã mặn rồi, cho nên nó là hả Quỳnh không có bỏ muối vào bên trong cái phần nước này nha. Vịt của mình nó bắt đầu nó lên màu đó. Mình dựng đứng vịt lên rồi mình trở nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Mình nên kiếm cái nồi nào á mà nó hơi lớn một chút nha mọi người, để mình bỏ vừa cái con vịt của mình vào, để mà mình trụng á nó sẽ dễ hơn và nước nó sẽ không bị tràn ra ngoài nha. Cái công đoạn này cũng rất là quan trọng nha. Và mình trụng cái này là khoảng 1 phút nha, cho cái phần da vịt ở ngoài nó sẽ săn lại. Và mình sẽ tắt bếp luôn. Và bây giờ á thì mình sẽ treo lên khoảng 15 phút cho cái da vịt nó ráo. Khi mà cái da vịt nó ráo rồi á mọi người, thì cái màu của nó sẽ lên và nó sẽ đậm màu hơn một chút nha. Bây giờ mình sẽ treo lên, mình treo khô 15 phút rồi mình qua mình làm nóng cái lò nướng bên của mình nha. Sẽ làm nóng lò nướng trước ở 200 độ trong vòng 20 phút. Quỳnh sẽ dùng cái giấy ráo của Quỳnh bao những cái chân cũng như những cái cánh lại nha. Một cái miếng giấy bự hơn ha, Quỳnh bao luôn cái phần đít của vịt lại luôn nha. Cái phần này nó cũng rất là dễ cháy luôn á. Nướng á thì cái phần này nó sẽ được che lại nha mọi người. Cái phần chỗ này nó được che lại để cho nó không bị cháy nha. Và khi mình nướng thì mình sẽ nướng cái phần mặt lưng của vịt trước nha. Cho vào đây là 300ml nước nữa, để khi mình nướng thì nó sẽ không bị khét. Với lại khi mà nó ra cái dầu á, mình sẽ lấy cái dầu đó mình làm nước sốt để mà chấm vịt luôn nha. Mình cho dịch vô. Mình sẽ nướng dịch ở 200 độ trong vòng 40 phút đầu tiên. Dịch mình nướng nãy giờ được một mặt thì nó được như thế này nha mọi người. Wow, cái màu rất rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lấy ra và mình sẽ trở mặt của con dịch này nha. Nó rất là nóng nha, mình cẩn thận nha. Quỳnh sẽ hạ nhiệt độ xuống, mình sẽ nướng ở 180 độ trong vòng 40 phút. Khi Quỳnh nướng dịch còn khoảng được 10 phút thì mình sẽ ngưng cái máy lại. Quỳnh mở ra, đó, dịch phía bên trong của mình ha. Rồi Quỳnh sẽ kéo cái này ra xíu nha. Rồi Quỳnh sẽ gỡ cái phần ít dịch ra luôn, để cho cái phần dịch á nó chín đều hơn nha. Rất là ngon và màu đẹp nữa, mình sẽ nướng thêm 10 phút nữa. Mình mới nướng xong nha mọi người, rất là ngon và rất là đẹp luôn. Đây, vàng ươm. Đây mình sẽ cho ra nha. Rất rất là ngon. Wow, rất rất là thơm luôn. Phần nước mỡ vịt mà hồi nãy mình nướng ở trong cái khay, mình sẽ đổ vào bên trong cái nồi nha. Để bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình đem đi mình làm cái nước sốt.
cái giấy bạc trên phần cánh ra trước nha. Rồi mình sẽ cho phần mật ong lên. Mình khoan gỡ giấy bạc ở dưới phần chân nha, để chút mình nắm cái phần giấy bạc đó mình trở, nó sẽ không bị nóng tay của mình nha. Phần mật ong này bạn nào muốn ăn á, thích ăn á thì mình cho lên trên mình dịch nha, để cho ăn cái dịch nó đậm đà hơn. Tại vì trong lúc mà mình cho gia vị và mình ướp á thì mình cũng có cho mật ong rồi, cho nên bây giờ mình cho lên trên thì nó sẽ ngon và nó đậm đà hơn nha. Rồi mình sẽ trở luôn, sẽ trở mình dịch lại. Mình rút cái phần chân ra luôn. Dịch bây giờ nó rất rất là thơm rồi mọi người. Dịch rất rất là thơm. Cái phần mỡ dịch mình cho vô nồi, mình bắt mình nấu cho nó sôi trở lại. Mình sẽ cho vào đây thêm là một ít hành tím và tỏi mình bọc nhuyễn nha. Làm vậy cho cái nước mình nó thơm hơn. Ngày hôm qua mình đã ướp dịch đó, mình cho vào chén á, mình nói mọi người giữ lại đừng có đổ á. Bây giờ mình sẽ cho vào trong đây luôn. Và nó hơi mặn á, mình sẽ cho tiếp mật ong vào đây. Tương, chút xíu dầu hào, một ít đường. Mình nêm nếm lại cho vừa ăn nè. Xin chào cô chú, xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Thì cái món ngày hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh cho xa miếng bánh mì để Quỳnh coi con này nó ăn xa cái nào. Ăn trái dâu hả? Hay sao? Xa đấy. Cream. Cream mừng ha. Ảnh lên đây, ảnh ngồi ảnh đòi. Cream đã kì. Ảnh đòi ăn dâu với lại kem tươi, mà sang ngồi xuống đi để mẹ lỡ nha. Kem tươi ngồi xuống rồi. Kem luôn cho nó chấm, đó chấm lên ba. Mình xịt ra cho nó nguyên tô kem cho nó chấm luôn. Đó chấm đi, chấm bánh mì rồi chấm với lại dâu tây nha, ok. Thích không? Sao thích không? Rồi ok, mẹ cho xa thêm trái dâu nè. Đây. Không ăn trái dâu. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh để cái lá ngò lên đó mọi người, cái dịch nó còn nóng á, cái lá ngò cái nó cũng thu ém luôn, tại vì trong cái bụng dịch bây giờ nó cũng rất là nóng luôn. Đã mà cái vị hôm nay mình nướng thì nó hơi khác hơn bình thường chút xíu nha. Hôm nay mình nướng thử không ăn các vị nó như thế nào nha. Trời ơi đó mọi người, đó quá đã luôn. Sao ta, trời ơi, coi nó mọi người, cái đây mình không có xé được mọi người, nó cứng mà. Mình sẽ lấy đồ mình cắt thử nha. Đó, đây cái phần đùi rất là đã luôn. Trời ơi, mình ướp á, mình ướp qua đêm, bây giờ cái dịch nó thấm thì thấm mà. Hôm bữa Quỳnh làm thử á, ra quay mắt kén hạt giỏi á, cái vị rất là ngon. Hôm nay mình làm dịch nó còn ngon gấp bội nha mọi người. Trời ơi, rất ngon. Mình phải cho lại cái muỗng. Cái muỗng múc. Mọi người hãy thử làm đi.
ở bên Việt Nam mình làm á. Quỳnh là người miền Nam cho nên Quỳnh ăn chay ra. Quỳnh bỏ thêm mật ong nha. Nói chung là mình làm xong mình cảm thấy vừa miệng mà là được, nhưng mà mình sẽ thử chấm với nước sốt. Tinh phí của cái món này mình vừa ướp mà mình vừa làm nước sốt luôn. Trời ơi, phần nước sốt ngon khủng khiếp nha. Nó không được lưu với cái nước sốt luôn. Chén khó thơm lừng, mùi mắt khén hạt sỏi nha mọi người. Còn những cái vị nó lạ mà. Nó ngon kìa mà. Mình thử cho con xào miếng cho nó ăn không trời. Xào thử miếng thịt cho con một chút xíu thôi. Không ăn. Sao không có ăn mấy cái đồ này mưa à? Biết chừng nào nó mới ăn với Quỳnh thiệt á. Một mình Quỳnh không biết sơ được hết nổi con vịt đâu nha. Quỳnh để con vịt á nằm cái bàn hơi nghiêng á, cái bây giờ mình cắt cái con vịt cái nó chạy mà nó chạy đây. Nó ra nước quá trời rồi đó, bây giờ mình dặn ra được rồi đó. Trời ơi, nó rớt quá trời mấy cái miếng quýt xuống dưới. Cái vị vịt ngon khủng khiếp. Ngày mai là Tết Tết rồi mọi người. Hôm nay là 28, 29 là coi như là cái ngày mà ta cũng sắm sửa Tết đầy đủ hết rồi. 30 coi như còn mới ở buổi chợ. Nhớ những ngày hồi xưa mà giáp Tết đúng không? Nhà Quỳnh buôn bán Tết ngủ ngoài đường không ai. Mà bữa tới ngủ ngoài đường là bởi vì là đồ nhiều quá nè mọi người. Nhà Quỳnh nó có cái xe đẩy ba bánh mà mẹ Quỳnh chất đồ lên đẩy về đâu có hết rồi mọi người. Bởi vậy phải ngủ luôn ở ngoài đường bán chợ, mà phải để ngủ luôn ngoài đường, sương gió lấy mền ấp mũi cắn mình chết. Cái thứ nhất á là dọn vô dọn ra thì đồ nhiều, với là mình dọn tới dọn lui á cái đồ nó giặt mà. Mama, một cây cô đi mưa. Cho nên cố gắng ngủ mấy ngày tới. Một cây cô đi mưa. Một cây cô đi mưa. Ok. Một cây cô đi mưa. Trời đất ơi. Sắp cái nhà đi. Sao sao làm được, sao biết làm nè. Ok. Không có được, không có làm được đâu. Hồi xưa nữa à, Quỳnh bán, Quỳnh với mẹ Quỳnh á bán rau á, rồi còn bán bông giả nữa mọi người. Quỳnh làm bông giả Quỳnh bán, mọi người biết có mấy cái bông giả mà bông dạng thọ mà để mà chưng lên bàn thờ á. Mấy cái bông dạng thọ mà chưng bàn thờ rồi mấy bông bông sen nữa mà, rồi bông treo tường á. Quỳnh chả có học cái gì mọi người. Rồi mình ra mình làm đại mình bán nè, mua mút mua đồ dùm nhắm. Nói chung á, mình muốn nhảy ra mình buôn bán, mình làm cái gì mình làm chủ mọi người. Mình ra mình này đi buôn không có ai chỉ cho mình đâu mọi người, chỉ trừ khi nào mình dấn thân vô thôi nha. Cái này là mình nói thật á, cho dù mọi người có mua sách vở về nhà mọi người học á, nó chỉ là trên lý thuyết thôi. Ra cái mình bán không được cái này, mình thấy chưa được thì mình phải nghĩ ra mình làm sao chẳng được. Không ai chỉ mình, trừ khi nào mình làm mình tự lấy kinh nghiệm cho mình thôi mà. Nhưng mà làm chủ thì có cái vui của làm chủ mà. Hôm đó thì bán được, chứ lại
phải có gian buôn bán, gian ăn nói, không thì bán ghế gần chết, không ai mua. Hồi xưa mình cũng hay hỏi mẹ Quỳnh á, nhà Quỳnh nó thì không có ai mà mua mấy hàng rau, cái mẹ Quỳnh và mẹ mình bán mọi người, không có ai chỉ cho, nó tự ra bán vậy mọi người, bán rồi tự động tự làm, tự xay thơm rồi tự bào rau muống, đâu có ai chỉ cho mọi người, tự động ngồi mò tự động làm mọi người. Thông thường thì những người đi bán á, thì người ta sẽ có là ba mẹ hoặc là gia đình ta bán sẵn trước rồi ta chỉ cho mình đó mọi người, còn nhà Quỳnh có ai mọi người, ra mở ra bán từ từ bán từng món, thấy được thì bắt đầu là làm ra từng món rồi là hạ bán thêm những món khác. Ấy nó rớt cục thạch xuống mà còn lại cục xương mà. Để ăn cục xương lại. Mình chết. Thôi. Sao nói vậy? Mẹ chết rồi. Ừ. Mẹ không có chết. Ừ. Mẹ nằm được không có chết. Ừ. Cũng giống sao như sao con sao sao chết. Sẵn chuyện đây Quỳnh kể cho mọi người nghe lúc mà Quỳnh mới qua Nhật nha. Sao ăn cũng xương sao. Ôi, cái thật sao nó cũng ngon mà. Lúc mà Quỳnh mới qua Nhật á mọi người. Mẹ ơi. Mọi người. Nó chán mà Quỳnh không có bạn nữa, cái gì xa. Sao ăn cuộc sinh sao chết. Những ngày đầu mà Quỳnh mới mà giật á, Quỳnh nhớ trước Quỳnh mới mà giật, lúc đó là tháng 5 nha mọi người. Thì đã là mùa xuân qua, tháng 4 là mùa xuân, mà tháng 5 thì cái lúc đó thì cái chỗ Quỳnh ở nó hơi lạnh nha mọi người. Quỳnh ở thành phố Hồ Chí Minh mà qua lúc đó thì cái nhiệt độ khoảng mười mấy độ là mình cảm thấy lạnh, nó lạnh như là lạc vậy đó. Mới qua mọi thứ đều bỡ ngỡ ha. Không bạn bè, không người thân. Ở nhà với bốn bức tường. Trời nó buồn, nó chán mà. Wi-Fi thì chập chờn, lúc ẩn lúc hiện mà. Wi-Fi giật mình thiệt. Mình đóng tiền nhiều thì cái mạng nó mạnh nha mọi người. Còn không có đường truyền của nó thích chán mọi người. Trời ơi. Mọi người không? Quỳnh chuyển nhà đi. Đi xuống đâu bây giờ ở. Cái năm đầu tiên mà Quỳnh tới Nhật á. Mama một cây cây đi mà. Một cây cây đi mà, một cây cây đi mà. Trời ơi. Rồi mời tới ta. Chuyện tới nay bây giờ ở đây nhờ mình cũng quen biết lên Facebook của mình rồi. Thì chỉ tới chỉ luôn mới kiếm được việc làm mới đỡ buồn mà. Cái lúc mà kiếm được cái công việc đầu tiên để đi làm á, khi mà không có bạn bè ở đây á, trời ơi, đi tàu điện nha mọi người. Đi tàu điện mà lúc đó là đi tàu điện thường thường ta canh giờ của cái tàu chạy. Quỳnh cũng rau, Quỳnh ra mà ra trễ mọi người. Cái tàu nó trễ, nó chạy mất tiêu, nó chạy mất tiêu mình mới tới. Quỳnh lên Quỳnh ăn dạ với cái ông mà bán vé mọi người. Quỳnh hỏi ủa sao tôi tới giờ này mà cái tàu chạy mất tiêu vậy? Ông nói bị đến giờ này chạy mất tiêu, ông gì nó hỏi tôi không biết là giờ giờ tôi mới xài giờ sao tôi đi. Ông kêu Quỳnh đi chuyến tàu đi, người nói không. Bây giờ ông kêu nó lại nói cho tôi đi. Nhiều lúc mắc cười mọi người. Mọi người biết không? Lúc đó anh xã Quỳnh á thì ảnh cũng không muốn cho Quỳnh đi làm, ảnh cũng muốn là Quỳnh ở nhà nội trợ thôi mọi người. Nội trợ rồi. Quán xuyến gì trong gia đình vậy đó. Nói chung là ảnh cũng muốn Quỳnh giống như má của ảnh ở nhà để mà lo việc trong nhà, trong cửa ha. Chứ không muốn đi làm nha. Mà tính của Quỳnh á thì
mình còn trẻ mà mọi người, mình còn có sức mà, cho nên mình phải kiếm cái gì mình làm, với lại mình tự chủ được kinh tế của mình nữa, chứ cái gì cũng xin đâu có được đâu. Rồi khi mà Quỳnh xin đi làm vậy á, ổng nói Quỳnh ơi, mới qua tiếng Nhật thì yếu nha, không có biết tiếng, cho nên đi tàu lộn mà. Người ta tới 8 nữa đi làm, Quỳnh tới 10 giờ mới vô. Mà mọi người biết, đi lộn tàu chờ chuyến sau, chờ chuyến sau tới thì mình đến rồi, xong rồi từ nhà, từ chỗ Quỳnh mà đi ra cái chỗ mà đi vô chỗ công ty á, là phải có xe đưa đón mà, xe đưa đón. Cho nên nhưng mà ngày đầu mình đi làm á thì người ta cũng biết là mình đi làm được bữa đầu tiên mà, cho nên mình trễ tàu nên kia mình không biết qua, lúc đó là mình cũng mới qua cho nên người ta cũng thông cảm mà. Ngại nghĩ nhiều lúc mà mới đi qua Nhật á, có nhiều cái ngây ngô mà. Để mọi người nghe tiếp cái vụ anh đi làm nha. Lãnh được tháng lương đầu tiên mừng lắm mọi người, mừng lắm luôn á. Tính ra thì Việt Nam mình thì nó nhiều, thì có xe cao chạy nhiều xíu. Nhưng mà có xe cao chạy nhiều xíu. Ở Nhật á, mình sẵn cái dèo là hết mọi người. Mama, có xe cao chạy. Đang nói cho. Cái là lãnh tính lương đầu tiên mọi người, nhắc ổng đi ăn, dắt ông đi ăn mà lúc đó mới qua nữa, dắt đèn thịt thịt thịt, dắt đèn thịt nướng. Cái chà. Dắt ông đi ăn thịt nướng mà vô quán ăn xong á mọi người, lúc đó làm đâu có tiện nhiêu đâu, làm ngày có mấy tiếng à, một tháng lãnh được có 6-7 man vậy đó mọi người, khoảng khoảng 12-14 triệu vậy đó. Mà ông ăn hết man, man là 2 triệu, 2 triệu mấy mà. Trong lòng tiếc đứt ruột mà. Cái này Quỳnh đang kể thực tế của giai đoạn đó nha. Mọi người biết không? Khi mà mình mới bên Việt Nam qua, cái này tình hình chung nha. Ai mới bên Việt Nam qua, khi mà đi chợ ở Nhật á, xài tiền ở Nhật á, đều quy ra giá Việt Nam, nói mắc quá tủ mua. Cái này nói thiệt nha mọi người, bó rau muống đếm lên trên đó được 20 cộng 20 cộng, bán với giá là tháng 5 thì ý on nó bán, thì lúc đó cũng phải chưa phải là vô mùa hè nữa mà, lúc đó bán giá 300 yên, là 60.000 tiền Việt Nam cho 20 cộng rau muống. Nhưng mà người nói tôi nhịn tôi không ăn. Cái gì mắc là không ăn. Bởi vậy Quỳnh hay nói với mọi người á, Quỳnh làm YouTube không phải món nào ở Nhật Quỳnh cũng ăn rồi, mà kể từ khi làm YouTube Quỳnh mới bắt đầu Quỳnh mò, Quỳnh ăn rồi Quỳnh quay cho mọi người xem. Bởi vì á, Quỳnh cũng nói thật luôn là khi mà mình làm vô tốt thì mình phải làm gì lạ mà người ta chưa biết, hoặc là bên Việt Nam mình chưa biết á, mình quay thì sẽ có nhiều người coi hơn, chứ hầu như mà người ta biết rồi không có coi mà. Với lại làm gì làm mọi người, cho dù là mình lấy chồng nước ngoài chăng nữa đây, đúng rồi kể luôn mọi người, mình lấy chồng nước ngoài cái qua nghĩ là ủa sao tự nhiên mình đi làm vậy, ở trong nước ngoài xong để ổng nhà mình ổng nuôi mày đi, mày làm chi vậy, lúc nào cũng bị nói câu đó mọi người, mà quên biết tại sao lại nói câu đó mọi người. Đi chơi sao Quỳnh trước giờ nếu mà Quỳnh có cái tư tưởng vậy á là đã không có kênh YouTube này nha mọi người. Ổng á thì thương vợ thương con,
Nhưng mà ổng làm vậy cũng muốn Quỳnh nghe lời ổng á mọi người. Quỳnh ngay từ đầu là Quỳnh làm YouTube, ổng cũng không đồng ý cho Quỳnh làm YouTube luôn á. Rồi Quỳnh đi làm ba ba không có nghe đã. Ổng cũng không cho Quỳnh muốn đi học, ổng không muốn cho Quỳnh đi làm luôn. Quỳnh phải nói tới nói lui rất là nhiều lần nha. Nếu như mà Quỳnh nghe lời ổng là bây giờ cái kênh YouTube này cũng không có mà. Và phụ nữ mình á, làm gì làm nha mọi người, mình phải tự chủ được kinh tế của mình nha, để mình nắm cái thế cho mọi người coi là mình nắm cái cán. Phụ nữ của mình á, nói chung là khổ tâm nhiều thứ mà. Mỗi người có một cái nỗi khổ khác nhau, nhiều lúc người ta không có nói ra, nhưng mà người ta không nói ra là không phải là người ta sung sướng nha mọi người. Rồi chơi tiếp đi. Mất hơi chơi tụi mình cũng nói lắng ngay nụ, cho nên mình làm gì làm nha mọi người. Cho dù mình là người mẹ bỉm sữa đi chăng nữa thì mình cứ nói lắng ngay không phải. Thì mình cũng cố gắng mình kiếm gì đó mình làm. Một là mình không đi làm công ty được thì mình cũng ráng kinh doanh buôn bán online hay cái gì đó nha mọi người. Nói chung là mình độc lập tài chính nha mọi người. Ngồi xuống đi. Hôm nay mình làm cái vịt này ngon nha mọi người, mình làm thử nha. Ăn ba trái này là no lắm mà. Dâu ở Nhật á nó to mà mình cắn mà một lần ba phát nó hết cái dâu. Ba hoặc bốn phát. Sao? Bim bam. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký và sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye.